Ok, các bạn thân mến, đây là một cái clip mà mình muốn gửi tới các bạn là gì? Là những con chim như này là những con chim mồi. Thì thực ra là các bạn nên chọn những con chim nó có cái độ, con chim này là con chim rừng mình nuôi được 3 năm rồi. Nó đã mình nuôi avi, nó tương đối là rộng, nhưng mà do quá trình nuôi lâu thì nó cũng thuần rồi. Thì con chim này các bạn nhìn thấy cái phần đây, các bạn nhìn vào đầu ngón tay này, cái phần đuôi của nó này, hàng lông dưới của nó là nhiều nhiều bạn bảo là màu xám rồi đếm, thì không phải. Những con chim mà nó có cái độ đẹp, độ lì lợm mà nó quyến rũ thì thường là cái hàng lông, hàng cườm nó có thứ tự đều đặn và nó rực lông. Ví dụ như con chim này là hai cái lông ngoài nhất này, đến hai lông thứ hai, hai lông tiếp theo này là như thế này, là chúng ta thấy là hai này thì nó màu đầy đều nhau, bốn này, sáu này, và đến cái tầng thứ hai là các bạn nhìn thấy là từng thứ tự như này. Và đây là gọi là dòng này thì nó gọi là đầu đầu xanh lít xám đấy, này đầu xanh lít xám đây. Lít thì tại sao lít xám đây, lít xám đây thì cái chân của nó đây, các bạn nhìn thấy cái chân của con chim trống ấy, thì nó rất là to. Cái phần khoảng cách giữa cái phần từ đây đến cái phần của đầu gối đây này, khuỷu chân đây này, là nó to và nó trông nó quỳnh quỵch hơn là con chim mái đó. Và các bạn này, một số những cái bạn nó nói là cái ngón hai ngón thái hai ngón ở hai bên của ngón giữa này là nó dài ngắn, là không phải. Thực ra cái đấy nó không phải. Nếu còn các bạn chơi một con chim mà nhìn cái độ đây, các bạn nhìn thấy con chim này đấy, nó cái chiều dài và cái vòng ngực của nó, bạn đấy mình cầm là nó khoảng cách rất là rộng rãi đấy, đấy. Mà nó rất là hồn, nó hung dữ, nó rất là lì lợm con chim đó. Cầm là các bạn nhìn là mắt của nó rất là lì. Con chim này thì kích thước nó cũng rất là lớn đấy, như chim kích thước lớn, và cái phần cánh của nó là đều nhau, chăn chắn hai bên cân đối, kể cả hàng lông đây các bạn xoay cái hàng lông dưới này, này các bạn xoay hai hai cái hàng lông dưới này, phần trên này nó rất là thứ tự, và lông cánh cũng vậy thôi, hai chóp cánh chạm vào nhau. Thì cái phần đây gọi là phấn hồng này, các bạn tại sao là người ta gọi là mã ngỗng phấn hồng, là cái phấn hồng này là nó thể hiện là phớt phớt hồng. Và cái phần người đây là nó là cái phần xám đen, là màu ngỗng đó. Đây là đầu đầu của nó này, đầu con chim trống, các bạn nhìn thấy chưa, nó rất là trông nó rất là cực cực, và cái phần mắt của nó rất là tợn, mắt rất là tợn các bạn nhé. Thì cái phần cổ này thì nó cái phần ranh giới giữa cái cườm này, các bạn nhìn thấy cườm đó, cườm rất là đẹp, cườm rất là đẹp đó. Thì đây là cái con chim mà mình gửi cho cái khách hàng ở đây. Các bạn thấy là gì, khách hàng ở đây là anh ấy là ở bến xe Đà Nẵng, và bên mình sẽ chuyển cho các bạn để chọn gói. Thì anh ấy đã chuyển khoản cho bên mình là 2 triệu. Đây là con chim rất là quý đấy, thì nay là mùa ngày 11 thì mình chuyển, sáng mai là 9 giờ là bắt đầu từ Mỹ Đình đi thẳng vào bến xe Đà Nẵng. Thì cũng cho ăn uống ở trên đường thì nó sẽ đảm bảo cho anh em chơi chim nó. Và cái phần cườm của nó, các bạn nhìn thấy cườm nó rất là hung dữ, thấy chưa, cái cườm của nó rất là hung dữ luôn đó. Cái con chim này nó như vậy, chim là như vậy. Ok, cảm ơn anh em. Nếu anh em quan tâm thì gọi vào số điện thoại là 0163 5305982. Gặp Thao chim cu gáy. Thân ái chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn video sau. Chụp chụp chụp.